Hợp gió chưa? Hợp gió rồi. Hợp gió được rồi, lên nè. Gió rồi đó. Gió được cứu rồi. Quá tốt. Chỉ luôn. Cái quẹt quẹt lên ba. Chứ cái là rớt à hả? Này yếu yếu rớt rồi hết đây. Xếp nước nãy luôn. Gió cái gì hả? Đứng gió luôn. Ừ, cắt lên nó buông ra, buông cút luôn. Rớt này nữa là. Đó vậy. Không ớn hả? Lâu ngược luôn. Ui, ui. Rồi, ăn gió được rồi đó. Giờ này chỉ có dù sáo thôi. Quay giờ quay lấy dù sáo là chắc chắc cứu. Thả dù sáo luôn hả? Thả dù sáo luôn hả? Chắc cứu rồi. Gắn ông sáo luôn. Trời ơi, làm đầm chứ. Trời sáo luôn. Cần kêu con chó gì vậy không? Gắn vô cho đầm đầu hả? Này nó cột sao hay vậy ta? Rồi, lên. Sao nó hơi nặng. Sáu qua Phượng. Gắn ông sáu luôn nè. Này thả không à, chứ gắn sáu nó nặng á. Gắn sáu là cái gì nè.
quý hả cha? Xe hú ghê. Hú ra cửa nha các bạn. Ôi sáo nặng quá. Gỡ sáo ra mới bay được. Sáo vô nặng quá. Dù rất lệch đệch hết. Rồi, test thành công nha các bạn. Tiếp tục nha. Rồi. Nay mình test lại dù sáo này nha các bạn. Sáu hoa phượng, con một con khẩn, con quá cao rồi. Tiếp hai con khẩn lên nữa. Rồi, sáu nha các bạn. Đang rò. Rồi, thôi bây giờ mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Do quá yếu rồi. Rồi, chào các bạn nha.